Xin chào tất cả các thầy cô, các bạn và các anh chị. Mình tên là Hồ Đắc Hải, sinh viên khóa 2009 chuyên ngành điều khiển tự động. Hồi còn đi học thì các anh chị và các bạn hay gọi mình là Hải Hồ vì nó trùng với cái tên của mình trên Facebook. Mình tham gia câu lạc bộ Bay Forward từ năm 2011. Trong thời gian còn tham gia câu lạc bộ thì mình có tham gia hỗ trợ và tham dự các cuộc thi, các buổi training và các sự kiện khác do câu lạc bộ tổ chức. Thì qua đó mình học được thêm rất nhiều kỹ năng chuyên môn và có cơ hội được thực hành nhiều hơn. Nay tuy không còn tham gia các sự kiện cùng câu lạc bộ được nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức có thể về thông tin học bổng hoặc là thông tin tuyển dụng. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại Nhật Bản và là kỹ sư thiết kế và phát triển hệ thống điều khiển tuabin cho nhà máy nhiệt điện thuộc công ty Toshiba Nhật Bản. Hôm nay nhân dịp sinh nhật, mình xin chúc mừng câu lạc bộ Pay It Forward ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều sự kiện, cuộc thi và đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên tham dự. Em xin cũng xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe để có thể viết tiếp những thành công mới cùng câu lạc bộ cho chặng đường phía trước. Chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ Pay It Forward. Các bạn, mình là Đỗ Minh Quốc, hiện đang học Master ngành điện điện tử tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan, là cựu sinh viên khóa 2 tham gia câu lạc bộ. Theo mình, tham gia câu lạc bộ không những mang lại cho các bạn những kiến thức về lập trình vi điều khiển, thiết kế bo mạch mà còn dạy các bạn về tinh thần đóng góp cho xã hội qua việc truyền thụ lại kiến thức cho thế hệ đi sau. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm sinh nhật thành lập câu lạc bộ, mình xin kính chúc câu lạc bộ ngày càng thành công, đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên ưu tú cho trường đại học Bách Khoa nói riêng và toàn thể Việt Nam nói chung. Trong một tập thể luôn luôn có những người đạp xe và những người đạp thắng. Nhóm chúng tôi rất hân hạnh được làm những người đạp thắng cho câu lạc bộ. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập câu lạc bộ Pay It Forward khoa điện điện tử, nhóm chúng mình xin chúc câu lạc bộ ngày ngày phát triển bền vững, luôn luôn thành công. Chào các anh chị em trong câu lạc bộ, mình là khoa thành viên khóa C3 của câu lạc bộ. Nhân dịp 5 năm thành lập câu lạc bộ, mình xin chúc là câu lạc bộ sẽ đào tạo được những tầng lớp kế cận làm được nhiều thành công và sẽ càng ngày càng làm câu lạc bộ Pay It Forward lớn mạnh hơn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Khoa, mình là thành viên từ khóa C3 của câu lạc bộ, hơn 3 năm gắn bó với câu lạc bộ và Đại học Bách Khoa, là một thành viên không hề thiếu trong các cuộc ăn chơi đình đám của câu lạc bộ. Lồn. Thời thì mình đang học Master tại Pháp, thì nhân dịp 5 năm của câu lạc bộ, mình chúc câu lạc bộ hãy giữ vững cái hướng đi của mình, và mình cũng muốn là câu lạc bộ sẽ luôn có những cái phát minh, những cái ứng dụng mà thực tiễn mà mình có thể đem đến một cái lợi ích lớn hơn cho câu lạc bộ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tân. Thì thật ra thì mình cũng không phải là chính thức của câu lạc bộ, nhưng mà mình đã có nhiều cơ hội được cộng tác với câu lạc bộ trong nhiều sự kiện và nhiều chương trình khác nhau của câu lạc bộ. Thì có thể là nó không có nhiều lắm, nhưng mà đủ để mình thấy được cái sự lớn mạnh của câu lạc bộ qua từng chương trình và từng sự kiện. Hy vọng rằng sau này mình cũng sẽ được dịp quay clip cho câu lạc bộ nữa, nhưng mà không phải là clip 5 năm mà sẽ là clip 10 năm và 15 năm hoặc là và hơn thế nữa. Chào các bạn, mình tên là Thành, mình đến từ khóa C3 của câu lạc bộ Bay Forward. Thì mình đã tốt nghiệp và đã học qua được 1 năm và hiện nay mình đang học tập và sinh sống tại Pháp. Nhân dịp sinh nhật câu lạc bộ tròn 5 tuổi thì mình mong và hy vọng rằng câu lạc bộ sẽ luôn là điểm đến và lựa chọn hàng đầu của tất cả các sinh viên khoa điện điện tử nói riêng và các bạn trẻ kiến thức công nghệ nói chung. Và lời cuối cùng mình nói đến cũng nhắc là hy vọng rằng các bạn và các anh chị trong câu lạc bộ cũng giữ vững niềm nhiệt huyết để tiếp tục xây dựng câu lạc bộ phát triển mạnh. Hello.